tiên thì anh cảm thấy như thế nào về sự kiện Việt Nam Blockchain Week Việt Nam ngày hôm nay? Tôi rất là ấn tượng với Kairos đã nỗ lực lần thứ hai tổ chức sự kiện ở Việt Nam. Lần trước là một cái sự kiện mà chúng tôi đánh giá rất là cao với 4.000 người đăng ký tham dự Kairos. Lần này được biết là đã có 12.000 người đăng ký. Sáng nay sau khi check-in vẫn còn 1.000 người đang đứng ở ngoài kia. Đây là một con số rất ấn tượng. Xin chúc mừng Kairos và tôi hy vọng rằng là Kairos vẫn giữ được cái ngọn lửa để đi cùng cộng đồng, cũng là một cái cầu nối quốc tế quan trọng cho các bạn quốc tế vào Việt Nam. Với vai trò là đại diện của VBA thì anh cũng có chia sẻ về một số các hoạt động của hiệp hội trong thời gian sắp tới, thì anh có thể chia sẻ lại một số cái highlight cũng như là một số kỳ vọng mà mình sẽ làm trong năm nay được không? Cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn theo đuổi hai chương trình trọng điểm là chương trình Switch up, đây là một chương trình hỗ trợ vốn trên toàn cầu gọi là accelerator, vận hành bởi một ủy ban của hiệp hội, cũng như là cái hỗ trợ của Spore Network là một cái launchpad số 7 ở trên global của người Việt. Năm nay là đã hỗ trợ và làm mentor cho khoảng 25 dự án trên cơ sở là 400 dự án trên toàn cầu, nhưng mà rất tiếc là Việt Nam chúng ta chỉ có một dự án vào, nghĩa là 24 dự án nước ngoài. Tôi hy vọng là cộng đồng người Việt chúng ta hãy cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. VBA sẽ đồng hành khi mà nhận được dự án của người Việt. Thứ hai là dự án Chain Tracer, làm dự án hỗ trợ về truy vết. Xin khẳng định là đây là dự án từ cộng đồng. Chúng tôi gặp rất nhiều những các cái mình gọi là đơn kêu cứu hay nạn nhân. Đây là những giao dịch tranh chấp hoàn toàn mang tính dân sự và chúng ta có thể giải quyết được để tránh tất cả mọi việc nó mất đi một sự kiểm soát và có một cái ảnh hưởng rất là không tốt đến cái môi trường, chính phủ cũng như các cơ quan quản lý. Trong thời gian vừa rồi thì Chain Tracer đã được nhận được sự đồng hành cùng rất là nhiều, ví dụ như là từ blockchain.com, từ các cái sàn Remitano trong cái quá trình mà hầu hết là phối hợp xử lý các tranh chấp giao dịch peer-to-peer. Tuy nhiên là một số sàn thì có thể là các bạn chưa thông thạo hoặc là hiểu luật pháp Việt Nam, hiểu rằng chúng tôi là đại diện cho một cái cơ quan chính phủ, nên tôi chỉ nghĩ, mong rằng là qua các cái thông tin thì các bạn hợp tác hơn nữa với chương trình Chain Tracer. Ngoài ra có một cái hoạt động về phổ cập giáo dục, rồi đặc biệt là trong công tác phát hành các bản tin. Những bản tin này chúng tôi đang muốn làm một cái bản tin gọi là lõi để dùng cho các cơ quan thông tấn, truyền thông và cơ quan chính phủ. Rất là mong muốn hoạt động của cộng đồng. Tôi thấy là bản tin của C68 cũng rất là tuyệt vời đấy. Thì cũng mong là từ trong nước, quốc tế các bạn hãy tham gia nhiệt tình hơn nữa. Hiện nay cái bản tin của chúng tôi được tham gia của những tổ chức quốc tế như là Chainalysis về phân tích dữ liệu, tổ chức về kiểm toán các cái mạng lưới smart contract như là Certik, những các hệ thống về phân tích dữ liệu trong nước như là Datanus và Datafy, hoạt động chống lừa đảo. Và cũng hy vọng là những hoạt động cộng đồng chúng ta cùng nhau đoàn kết thì xây dựng một cái môi trường phát triển crypto không gọi là không làm cho tất cả các bạn bè quốc tế cũng như các cơ quan quản lý đạt được những cái kỳ vọng mà mọi người đều mong muốn. Cảm ơn anh chia sẻ rất chi tiết. Có một cái mà em muốn hỏi sâu thêm một tí thôi, đó là trong cái lộ trình xây dựng pháp lý của Việt Nam về thị trường crypto và blockchain đó, thì có những cái điểm nào mà anh kỳ vọng là các dự án có thể sẽ đáp ứng được để mà được regulation, để mà được hợp pháp hóa? Thực ra thì ở góc độ hiệp hội thì chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái mảng fintech, mà trong đấy thì cũng có hai cái ẩn số mà đang hơi khó hiểu về trong ba sản phẩm. Đấy là ngân hàng nhà nước dự kiến là có ba sản phẩm, đấy là rating, thứ hai là API open API và thứ ba là peer-to-peer. Thế thì peer-to-peer thì có thể là một trong những mảng mà nó tác động rất là mạnh đến các cái giao dịch mà hiện nay là trên sàn chúng ta gọi là sàn quốc tế có hỗ trợ cộng đồng người Việt. Nhưng mà ngược lại là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn làm kỹ thuật thôi, là khi mà thiết kế các cái sàn mà VASP chúng ta có license ở nước ngoài hoặc chưa có license ở nước ngoài thì chúng ta phải chú ý các cái tiêu chuẩn mà vừa rồi mà mấy sàn mà có license bị phạt, sàn FTX, sàn Binance, mà những cái tiêu chuẩn phạt này nó làm rất là đơn giản thôi. Nghĩa là chúng ta phải tuân thủ những quy tắc về A&M, CFT. Những cái này là những chương trình mà các bạn đều có thể đi học được. Các bạn lấy những chứng chỉ các bạn phân tách khi lập trình, các bạn tách ra giữa ví sàn, ví khách hàng. Tất nhiên đều là ví sàn, nhưng mà chúng ta phải phân tách ra là ví của chúng ta để chúng ta tự doanh như công ty chứng khoán và ví của khách hàng. Đồng thời là chúng ta phải có hệ thống audit. Mặc dù là luật pháp chưa công nhận, nhưng mà nếu chúng ta từ khâu kỹ thuật, chúng ta có thể tự làm. Các bạn có thể chia sẻ những thông điệp đấy với VBA. Chúng tôi cam kết là chúng tôi ủng hộ các bạn trong hoạt động truyền thông.